Em chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây ấy, thì mình sẽ chơi con game mình nghĩ là nhiều anh em biết hiện nay rồi anh em ơi. Con game gì đấy anh em ơi? Con game đó là con game Ewin. Đây là con game tài xỉu, game bài, sóc đĩa đổi thưởng. Mình thấy khá là nhiều người đang có World Cup luôn nha, thể thao đấy các bạn này. Thì mình hầu như mình đều chơi sóc đĩa, mà cách chơi sóc đĩa mình anh em đã biết rồi. Mình sẽ chọn ba trắng ba đỏ, cái nào đẹp hơn thì mình đánh cái đó ấy. Chà, tình hình ba trắng đẹp này, cái tình hình một chuỗi ba trắng đéo về này. Đấy, thành ra đã đặt một mê ba trắng là đẹp nha anh em, một mê luôn nha. Đấy, đẹp đấy anh em, đẹp và đơn giản đâu, pha này là đẹp đấy anh em ạ. Không phải không đẹp đâu nha, đẹp đấy, quá đẹp luôn đấy anh em ạ. Không phải là không đẹp đâu, mà nó gọi là quá đẹp luôn đấy, quá đẹp luôn đấy anh em ơi. Trời ơi, ván đầu thua nha. Không không sao anh em, cứ từ từ thôi, cái gì còn có đó anh em ạ, cái gì còn có đó. Cứ từ từ thôi, cứ từ từ cái gì về đó thôi anh em. Đấy, cứ từ từ thôi anh em ơi, không việc gì phải vội cả. Bởi vội vàng mình ăn được nó không? Không hề, không hề. Mình vội vàng mình đéo ăn được nó. Đấy, cứ đặt từ từ, cuối cuối mới đặt anh em ơi, tránh trường hợp nó soi. Ôi giời, nó đéo về anh em, chịu. Thế mà nó đéo về anh em, chán thế nhỉ. Chán đấy anh em nha. Pha nó về có vẻ ngon đúng không? Đúng không? Có vẻ ngon không? Đúng không? Nhưng đó chỉ là nếu thôi, nếu nó về. Nhưng mà trường hợp đúng thay là nó đéo về anh em, nó đéo về là đéo về thôi. Đơn giản như vậy thôi anh em. Còn vì sao nó đéo về thì mình đéo biết. Thật sự đéo biết được. Có thể biết được lần lần đéo nó về mà anh em. Mình biết thế đéo được. 1.5 đi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thắng một lần là thắng tất cả trước đó mà anh em ơi, ngon không? Ngon chứ. Ngon chứ anh em ơi. Cái gì mà tuyệt vời hơn cái đó nữa đúng không? Quá tuyệt vời. Tuyệt vời quá luôn ấy chứ. Đúng không? Run luôn mà anh em ơi. Chơi cái này mà run luôn mà anh em. Run luôn mà. Chơi ai thằng đéo nào mà chả run. Trời ơi, nó về lần nữa kìa. Cày thế. Mã này mình đéo chấm đặt là do là cũng mới về anh em. Mà nó vẫn về anh em ạ. Chịu. Thế thì ván này mình cứ theo theo nó luôn đi, đừng có nghĩ anh em. Nhiều lúc anh em cứ thấy nó mới về anh em nghĩ là nó không về nữa, nhưng mà không gì là không thể đâu anh em ạ. Cho nên đừng có bao giờ anh em nghĩ rằng là nó mới về là nó sẽ không về nữa, không có chuyện nào đâu nha, không có chuyện nào đâu nha, nhớ điều đó cho mình nha. Đây này, nó về tiếp đó anh em kìa. Không ngờ được không? Không ngờ được thật sự anh em ạ, thật sự mình không ngờ được đấy. Nhưng mà chung cuộc là sao, nó vẫn về, nó về là về thôi à, còn nó như nào thì mình đéo biết đúng không? Nó như nào mình đéo biết, nhưng mà nó về là nó vẫn về thôi à. Ba đỏ nha. Ba đéo đặt ba trắng là bà đặt ba đỏ đi. Ui. Chịu. Nó về mấy lần liên tục anh em kìa. Ui. Căng thế. Mấy anh này chơi căng thế. Trời ơi là trời. Cái gì vậy? Thôi ván này đặt 2 mê luôn đi. Đéo tin luôn anh em ạ. Thật sự đéo tin luôn. Nó về mấy lần liên tiếp tục cái em kìa. Chịu. Ui. Hay da, căng thế anh em ơi. Căng quá à. Chơi vậy căng quá à. Căng quá, căng quá, căng quá. Quá căng. Quá căng anh em ơi. Căng thật sự luôn đấy. Kéo đơn giản đâu. Đây rồi, đây rồi. Căng thế nào thì đéo biết. Bây giờ mình đã trúng rồi là được rồi. Còn hợp nó căng thế nào mình đéo cần biết. Đấy, đơn giản như vậy thôi nha. Bởi vì mình đã thắng đấy mà. Thắng là đúng hết. Đéo thắng mới đáng nói chứ thắng là được hết. Đéo quan trọng nữa anh em ơi. Đúng không? Nói chung thắng là ngon rồi nha. Ngon rồi anh em ạ. Thắng là ngon rồi. Đéo cần nhiều đâu anh em nha. Đấy. Nói chung thắng là quá perfect game rồi. Ôi dồi, bây giờ về ba thắng lại anh em ạ. Chịu. Thì nó về lại kệ nó thôi. Mình cứ cố gắng đánh làm sao để mà thắng được nó là được thôi. Chơi cứ từ từ thôi nha. Mình lên kỳ cần đến 3 mới nghĩ được rồi nha. Đấy, nhưng mà nó lên được hay không thì mình đéo biết. Đúng không anh em?
Chà, qua này thua tiếp anh ạ. Chịu thôi, biết làm sao giờ. Game mà, mình biết thì đéo trước được. Mình chơi thì cứ kỳ vọng là nó cho thắng thôi. Còn trường hợp nó đéo cho thắng thì chịu. Chịu thôi nhá. Biết cách gì ngoài cách chịu thôi nhá, đúng không? Bởi vì sự thật là mình đéo thì nó trước được đéo gì được cả anh em. Chơi thì mình cứ đánh đại như vậy thôi, nếu trúng thì mình ngon thôi, đéo trúng thì phải chịu thôi. Game mà, mình biết thế đéo ván nào nó về con gì được, đúng không? Quan trọng chơi là cứ giữ bình tĩnh mỗi lần chơi thôi anh em ạ. Chơi mà đéo giữ bình tĩnh là toang ngay ấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Trời ơi, ngon quá anh em ơi. Tuyệt vời quá anh em ạ. Đây rồi. Đánh 500 thôi anh em, bởi vì mình đã gần như là đạt được mục tiêu rồi ấy. Thành ra mình không nên anh em. Có thể anh em than thì anh em có thể đánh to nữa, nhưng mà đối với mình ấy, mình đã thắng được cái số mình mong muốn là thôi mình không nên tham nữa anh em. Gần như được ở đây, gần như mình được ở đây anh em. Đấy. Thành ra mình không nên mà không nên tham nữa anh em. Bởi tham nó lỡ mai kia nó thua lại sao, đúng không? Chơi gì như vậy nó thua lại đều rất bình thường à. Nha. Nên là phải biết điểm dừng anh em ạ, đó mới gọi là nghỉ chơi hay. Còn mà chơi mà cứ khăng khăng ngày đéo nào muốn thắng to, thắng như thế thì bố ai mà thắng được, đúng không? Trời ơi, vào này đéo về kìa. Nó về có phải ngon rồi không anh em, đúng không? Và nó về có vẻ ngon không anh em, đúng không? Một đôi ba ván này. Trời ơi. Pha đó biết đường nghĩ từ trước rồi anh em nha. Ai thắng cái nó nghĩ luôn này. Như thế nào đây anh em? Phải đặt như thế nào đây? À kìa. Lúc này có lúc gần thắng này chứ anh em. Chỉ cách một xíu là thôi là mình đã đạt được mục tiêu rồi. Mà chung cuộc là sao? Mình vẫn thua và thua thôi à. Vãi lạn thật đấy. Nhiều lúc nó thắng khoảng cách mong manh thật đấy. Ba trăng nó về nhiều vãi đạn đấy. Sao nó đéo về ba đó đi trời. Cái gì vậy? Cái gì xảy ra vậy anh em? Quá này thắng một cái là nghĩ luôn luôn được này. Là qua nào nó thắng hay không chứ. Đúng anh em. Qua nào nó thắng hay không. Vãi đàn cái ba trắng ấy nó về nhiều vậy trời. Ba trắng ấy nó về nhiều nha. Nhiều đéo phải đéo nhiều đâu anh em. Chịu luôn này. Đây rồi. Cuối cùng nó cũng về đấy anh em ơi. Cuối cùng nó cũng về rồi anh em ạ. Nghĩ thôi. Lên 30 tròn luôn anh em. Mình căn đấy anh em. Thôi nghĩ anh em ơi. Đéo cần tham nữa. Thôi. Video này mình thúc. Bye bye anh em. Uầy, nói chung là hên đấy anh em. Từ đầu là mình tưởng thua rồi đấy. Nha. Nhưng mà may ra nó còn cho ăn. Quá là tuyệt vời đấy anh em. Thôi nên nghĩ nha. Thôi video này mình thúc. Bye bye anh em nhé.